Đền Cô Đôi Thượng Ngàn. Đền Bồng Lai thờ Cô Đôi Thượng Ngàn ở thôn Bồng Lai, xã Văn Phương, Nho Quan, Ninh Bình là ngôi đền chính thờ nhân vật huyền thoại Cô Đôi Thượng Ngàn. Đền nằm ở nơi công chúa Sơn Tinh giáng trần và trở thành Cô Đôi Thượng. Cô Đôi Thượng Ngàn là thánh cô nổi tiếng trong tứ phủ thánh cô. Đền thờ cô có ở mọi miền đất nước, nhưng nổi lên trên cả là hai ngôi đền cùng có tên là Bồng Lai, gắn với truyền thuyết sinh hóa của cô. Đền Bồng Lai thứ nhất tọa lạc tại thôn Bồng Lai, xã Văn Phương, Nho Quan, Ninh Bình, gắn với sự tích giáng sinh của cô. Ngôi đền này có tên cổ là Đền Thượng Bồng Lai Cổ Linh Từ. Đền Bồng Lai ở Cao Phong, Hòa Bình còn gọi là Đền Bồng Lai Thượng Cao Phong, là nơi gắn với sự tích cô hóa và hiển thánh. Kiến trúc đền Bồng Lai Ninh Bình hiện nay, đền cô hiện nay có kiến trúc theo kiểu chữ nhất, gồm ba gian mái phẳng lợp ngoái vảy. Phía trước tiền bái có ban thờ quan giám sát, tiền bái thờ hội đồng tứ phủ, hai bên thờ Đức Thánh Trần Triều, Chúa Sơn Trang. Gian thượng bái thờ cô bản đền và Chúa Thượng Ngàn. Trong cung cấm thờ tượng Cô Đôi Thượng Ngàn và thờ nàng Ân, nàng Ái là hai hầu cận của cô. Phía sau cô là Tam Tòa Thánh Mẫu và Chầu Quỳnh, Chầu Quế, hầu cận của Thánh Mẫu. Ngôi đền tuy nhỏ, nằm cạnh một cánh đồng bát ngát, phía sau là dãy núi trùng điệp của rừng quốc gia Cúc Phương. Nơi đây thời xưa cụ Tả Oai, một nhà phong thủy lỗi lạc, đã đánh giá là nơi địa linh, cùng với ba đền chùa miếu xung quanh tạo thành một nơi tứ trấn cho vùng đất linh thiêng này. Đền Bồng Lai Ninh Bình tuy không thực sự nguy nga đồ sộ, nhưng đến đây chúng ta có một cảm giác rất ấm cúng của không gian trong lành, tràn đầy năng lượng tâm linh. Ngôi đền tuy mới được xây dựng lại, nhưng kiến trúc và bài trí vẫn theo lối kiến trúc cổ, tạo nên một sự gần gũi với sức mạnh bị cuốn hút. Đây là một chốn Bồng Lai tiên cảnh linh thiêng còn ít người biết đến. Có phải chăng chỉ những người tâm thành và có duyên với cô mới cho đến nơi đây, dù rằng đường đến đền cô hiện nay cũng rất dễ đi. Thần tích sự sinh hóa của Cô Đôi Thượng Ngàn. Cô Đôi Thượng Ngàn vốn là Sơn Tinh công chúa, con của vua Đế Thích trên Thiên Cung. Sau cô giáng sinh xuống đất Ninh Bình làm con gái một quan lang họ Hà, chúa đất người Mường, và ở vùng rừng núi Nho Quan. Chuyện kể rằng vị quan lang họ Hà người Mường, ông nổi tiếng khắp vùng về nhân đức, phát tâm thiện nguyện cứu giúp dân nghèo. Hai ông bà đã trạc ngũ tuần nhưng vẫn chưa có một mụ con nào. Hai ông bà bèn lập đàn tế trời cầu khẩn. Ngọc Hoàng trên thiên giới cảm kích tấm thịnh tình của ông bà, bèn
tai cô xuống hạ giới, đầu thai làm con gái của ông bà để hưởng cái đức độ tiết tháo. Năm cô lên 4 tuổi, gia đình vị quan lang chuyển tới làm quan ở huyện Cao Phong, Châu Mai Đà, tỉnh Hưng Hóa. Năm cô 12 tuổi đã xinh đẹp tuyệt trần, da trắng, tóc mượt, mặt tròn, lưng ong thon thả. Khi mẫu thượng ngàn thử lòng người trần gian, bèn hóa thành một bà lão đói khát, bệnh tật, nằm dưới gốc cây đa dưới chân núi Rồng. Bà nằm đó kêu lên từng tiếng khó nhọc, cầu mong sự giúp đỡ của mọi người qua lại. Thế nhưng chẳng ai ra tay cứu giúp bà. Đúng vừa lúc cô ra suối gánh nước, thấy bà lão đáng thương, cô động lòng thương cảm bèn quỳ xuống vực bà ngồi dậy, cho bà uống nước. Bất chợt tự nhiên trời đất tối sầm, mây đen kéo tới, gió bụi cuốn lên mù mịt. Bà lão hiện ra thành tiên chúa thượng ngàn và nói với cô: ta là Đức Diệu Tín Thiền Sư Lê Mại Đại Vương, tức mẫu thượng, thấy con là người ngoan ngoãn hiền lành đức độ, kiếp trước con là tiên nữ trên tiên giới, nghe lệnh Ngọc Hoàng mà hạ phàm báo ân cha mẹ. Nay ta độ cho con thành tiên trở về hầu cận bên cạnh ta để cứu giúp nhân gian. Đoạn thánh mẫu rút cây gậy khắc đầu rồng bên mình trao cho cô. Cô nhận gậy rồi trở về nhà, 4 ngày sau thì hóa. Sau này cô được mẫu thượng ngàn cho học đạo phép để giúp dân. Rồi khi về thiên, cô được mẫu thượng ngàn truyền cho vạn phép để cứu độ muôn dân. Tương truyền rằng cô còn độ cho nhiều triều đại chống giặc ngoại xâm. Lúc thanh nhàn cô về ngự cảnh sơn lâm núi rừng ở đất Ninh Bình quê nhà, trong ba gian đền mát, cô cùng với bạn tiên nữ ca hát vui thú trên dốc Sườn Bò, nay thuộc xã Văn Phương, Nho Quan. Có khi cô biến hiện ra thành một thiếu nữ xinh đẹp, luận đàm văn thơ cùng các bậc lanh sĩ. Tương truyền cô cũng rất giỏi văn thơ, làm biết bao kẻ phải mến phục. Cô đôi cũng là tiên cô cai quản kho lộc sơn lâm sơn trang. Người trần gian ai nhất tâm thì thường được cô đôi ban thưởng. Cô đôi thượng rất hay về ngự đầu, vì danh tiếng của cô lừng lẫy, ai ai cũng biết đến. Đệ tử cô đông vô số và cô cũng hay bắt đầu. Trong đại lễ khai đàn mở phủ, người ta thường dâng lễ vàng cây lên năm tiên cô là cô đôi, cô bơ, cô sáu, cô chín và cô bé. Trong đó cô đôi thường là giá cô ngự về đầu tiên, mở khăn cho hàng cô để chứng lễ. Khi cô về ngự thường mặc áo lá xanh hoặc quần đen và áo xanh ngắn đến hông. Trên đầu có dùng khăn, khăn von hoặc khăn vấn kết thành hình đóa hoa. Cũng có một số nơi dâng cô áo xanh đội khăn đóng và thắt lép xanh. Hai bên có cài hoa đóa. Cô về đồng thường khai cuông rồi múa mồi, múa tay tiên, hái tài, hái lộc cho đồng tử. Đền chính thờ cô đôi thượng ngàn tại thôn Bồng Lai, xã Văn Phương, Nho Quan, Ninh Bình, ngay trên đường vào rừng quốc gia Cúc Phương. Khi về ngự đồng, người ta thường hát để thỉnh cô: Bồng Lai là cảnh thiên thai, tấu cô đôi thượng đại tài hái hoa, hầu vua, hầu mẫu, bơ tòa,
tiếng tăm lừng lẫy, vua bà yêu thương. Về đồng đánh phấn soi gương, lược ngà trải chuốt, khăn xanh vấn đầu. Lễ hội, lễ rước bóng rước sắc khai xuân ngày 6 tháng Giêng hàng năm. Tiệc đản ngày 2 tháng 2 âm lịch. Và tiệc khóa là ngày 15 tháng 10 âm lịch hàng năm.